Vào lúc 8 giờ 20 phút sáng ngày đồng chí 21 tháng 12 tại núi Ngọc Sơn đã đón trận tuyết đầu mùa trong năm nay. Tại trạm quan trắc khí tượng Ngọc Sơn đo được lớp tuyết dày 0,5 cm, nhiệt độ ở mức âm 3,1 độ C. Tuyết rơi liên tục đến 9 giờ 50 phút sáng. 在今天一直到周四以前，其实中层的水汽还是会有一些带来到台湾上空，所以说在3500以上公3500公尺以上的高山区，在周四以前都有机会观测到有可能有降雪的情况。 Một nhóm leo núi cho biết trên đường trở xuống thì gặp phải tuyết rơi khiến đường khá trơn trượt và nguy hiểm. Ban quản lý núi Ngọc Sơn cho biết vào mùa tuyết rơi một số đoạn đường bị ảnh hưởng do lớp tuyết dày không thích hợp cho hoạt động leo núi thông thường, sẽ áp dụng hình thức khuyến cáo nhằm bảo vệ an toàn cho mọi người. Ngoài ra, do ảnh hưởng từ gió mùa đông bắc cộng thêm hơi nước từ bão Roven sẽ có mưa trên diện rộng. Cục khí tượng Trung ương đưa ra cảnh báo mưa lớn tại vùng bờ biển Cơ Long, Đông Bắc Bộ và khu vực núi tại Đài Bắc. Giữa trưa ngày 20, một vụ cháy nổ đã xảy ra tại nhà máy dược phẩm Cephamtech ở thành phố Đào Viên. Do gió to thổi mạnh cộng thêm bên trong nhà máy có chứa khối lượng lớn hóa chất nên gây ra cháy lớn lan sang 5 nhà máy bên cạnh. Đám cháy kéo dài đến sáng ngày 21 mới hoàn toàn được dập tắt. Về thiệt hại theo ước tính sơ bộ lên đến 800 triệu đại tệ. Theo công ty dược phẩm, nhà máy đang tiến hành xử lý các hóa chất dung môi trên dây chuyền sản xuất do sơ ý và bất cẩn đã gây ra hỏa hoạn. Có 2 nhân viên bị thương trong vụ cháy. Một trong số đó là nam công nhân Đài Loan họ Từ, chỉ bị bỏng nhẹ. Ngoài ra còn có một lao động người Philippines bị bỏng nặng 90% ở cấp độ 3 và đã qua đời vào rạng sáng ngày 21. Văn phòng đại diện Philippines tại Đài Loan đã thông báo đến gia đình nạn nhân. Theo điều tra sơ bộ về nguyên nhân vụ cháy là do sản xuất hóa chất gây ra, khiến toàn bộ dây chuyền sản xuất bị thiêu hủy, phải mất thời gian 6 tháng để tái thiết. Sự kiện 2 ca nhiễm COVID-19 trở về từ Mỹ vào ngày 18 tháng này, trong đó có một nữ phi công thuộc hãng hàng không quốc gia Đài Loan. Tiếp theo vào ngày 20 lại có thêm 3 ca nhiễm mới, mà trong số đó có 2 ca là đồng nghiệp của nữ phi công trên. Theo trung tâm chỉ đạo, đây là trường hợp lây nhiễm tập thể đầu tiên trên chuyến bay quốc gia. Nguồn lây nhiễm rất có thể là từ phi công quốc tịch New Zealand, trước đó đã có biểu hiện ho nhưng không đeo khẩu trang. Đây là trường hợp lây nhiễm tập thể trên chuyến bay, số lượng người tiếp xúc lên đến 89 người. Trung tâm chỉ đạo đã lần lượt tiến hành lấy mẫu xét nghiệm. Hiện có 2 người có kết quả dương tính, 19 người âm tính, số còn lại đang được xét nghiệm. Trước câu hỏi nghi ngờ về độ an toàn đối với công tác phòng dịch trên các chuyến bay, ông Trang Nhân Tường cho biết sẽ yêu cầu phía công ty hàng không kiểm thảo về việc lơ là trong việc đeo khẩu trang và quy định kiểm dịch 3 ngày đối với phi công và 5 ngày đối với bộ phận tiếp viên. Vào tháng 7, chính phủ Indonesia tuyên bố từ tháng 1 sang năm, người lao động nước này sẽ không phải trả các khoản chi phí hộ chiếu, thị thực và ký túc xá. Những khoản phí trên sẽ do chủ thuê Đài Loan gánh chịu. Trong số 700.000 lao động nước ngoài tại Đài Loan thì có khoảng 260.000 lao động đến từ Indonesia, chỉ tính trong ngành giúp việc và kháng hộ công, có khoảng 193.000 người, cao hơn nhiều so với lao động các nước khác. Xét về mặt tiền lương, lương của lao động nhà xưởng được tính theo mức lương cơ bản, nhưng ngành giúp việc và kháng hộ công chỉ ở mức 17.000 đài tệ. Đặc biệt trong năm nay do dịch bệnh, lượng lao động tại Đài Loan giảm, nên thường xuyên xảy ra tình trạng lao động yêu cầu tăng lương, chuyển chủ hoặc bỏ trốn. Trong bối cảnh Đài Loan phải đối mặt với vấn đề thiếu hụt lao động nên dựa nhiều vào nguồn nhân lực nước ngoài trong nhiều lĩnh vực từ giúp việc kháng hộ công cho đến các nhà máy và ngành xây dựng. Vào tuần này, Bộ Lao động dự kiến sẽ đối thoại song phương với Indonesia. Phía doanh nghiệp ngành môi giới cho rằng vẫn có khả năng kéo dài thời gian đàm phán. Theo Bộ Lao động, đây là cuộc đàm phán mang tính quốc tế sẽ vô cùng thận trọng, chủ yếu xoay quanh vấn đề chính sách phí không đồng của nước bạn, còn vấn đề lương thì phải xem diễn biến thực tế trên bàn đàm phán. Đối với yêu cầu của nước bạn, Đài Loan có thể chấp nhận ở mức độ nào thì cũng cần phải thảo luận thêm giữa song phương.